trong cuộc đời phong ba cùng giữ lấy sắc son, vút đôi cánh bay những ngày tươi nắng lên, hạnh phúc ấy sẽ chung đôi cùng người. Ánh mắt anh là hy vọng, ta không ngại đời gian nan ngày bão tố xa băng. Hát lên đi anh những điều ta ước mơ, ngày mai đến sẽ hân hoan tiếng cười rộn vang. Hãy xiết tay em chung buồn vui khó khăn, ta không ngại đời gian nan ngày bão tố xa băng. Hát lên đi anh những điều ta ước mơ, ngày mai ấy sẽ chung đôi cùng người. Gió sớm nên mời người ơi đàn đi. Ô mê ly, mê ly đời ta. Đứng giữa kinh đồng nhìn ánh nắng phơi hồng, có tiếng hát trong từ đám lũ lượt về. Thoáng thấy tiếng nàng và thoáng thấy tiếng cười đàn ta hòa vang. Ô mê ly, tớ duyên. Ô mê ly, cúp ca trình miên. Gió sớm đã về cùng tiếng hát tiếng cười. Thấp thoáng một người ngoài đám lũ kết lời, thấy tiếng hát cười là gió sớm nên mời người ơi đàn đi. Ô mê ly, mê ly, ô mê ly, mê ly đời ta. Đứng giữa kinh đồng nhìn ánh nắng phơi hồng, có tiếng hát trong từ đám lũ lượt về. Thoáng thấy tiếng nàng và thoáng thấy tiếng cười đàn ta hòa vang. Ô mê ly, tớ duyên. Ô mê ly, khúc ca trình rồi em nhớ nha, một mũi lên rồi một mũi xuống lại một mũi lên ha. Em theo đi. Cảm ơn chị. Một mũi lên. Ê không phải, một mũi lên. Dạ đây là lên. Sai rồi, phải đi lên như một thế này mũi mới lên. Được. Dạ em biết rồi. Luồn mũi kim xuống dưới á. Luồn cái kim xuống dưới rồi đưa lên. Sai nữa rồi, phải đưa ra ngoài sau đúng rồi. Sao em thấy chị đang dễ quá mà tới chừng em cầm vô em không biết làm sao luôn á. Ai bị chị Tú giống con trai quá chị. Sao mà học đen giống ngoài Úc được. Ai nói chị giống con trai? Mà bộ chị giống trai là chị đang không được hả? Chị im lại đi chị. Bé Khang nói đúng á. Trời. Em hơi giống con trai nhưng sống chút xíu thôi. Nhưng không sao, chị sẽ biến em trở thành một cô công chúa có nhiều chàng hoàng tử si mê được không? Đợi chị một chút. Em nhìn đi, hai cái áo đầm này em thích cái nào? Để chị chọn cho em ha. Chị chọn cái này. Được rồi, được rồi. Bây giờ mình sẽ chọn đến cái kẹp, cái nơ. Áo đầm này phải đi với cái nơ này. Đó. Để chị làm cho em nha. Dạ. Chị Tú có biết không,
ngoại em kể câu chàng hoàng tử từ lúc lâu lắm rồi. Cứ mỗi sáng thứ bảy đều tặng cho công chúa một bông hồng nhung, nhưng chưa bao giờ mọi người nhìn thấy mặt hoàng tử. Wow, chị cảm thấy câu chuyện mà ngoại Úc em kể ly kỳ và hấp dẫn quá ha. Được rồi, kẹp cái kẹp này xong á, em sẽ xinh đẹp như một nàng công chúa. Sẽ có rất nhiều hoàng tử đến cầu hôn với em. Trời ơi, thôi chị ơi, em á chỉ còn một chàng thôi chứ nhiều quá lựa sao nổi hả chị. Chị có đồng ý em là hoàng tử của chị không? Nhưng mà á, hoàng tử của chị là phải biết cưỡi ngựa. Em có biết cưỡi ngựa không? Hoàng tử này không biết cưỡi ngựa, nhưng biết chị sẽ đạp. Thôi, vậy là thôi, em không đủ tiêu chuẩn rồi, em không được rồi. Tại vì á, chị đang chờ đợi một chàng hoàng tử ha, mặc áo lông choàng màu trắng nè, cởi bạch mã, tay cầm kiếm, đến quỳ xuống cầu hôn chị. Lúc đó chị sẽ trở thành một nàng bạch tuyết, ngồi bên cửa sổ đàn áo. Đàn áo? Đàn áo à? Khang ơi, Khang ơi, có ai đến tìm ngoại không con? Có ai đến tìm ngoại không? Dạ không. Em ơi, có phải anh ấy kêu em tới đây tìm chị để nói với chị một điều gì đó đúng không? Thôi Út lại nhớ mấy nó rồi. Mà ông ấy là ai vậy? Hoàng tử cửa bạch mã. Áo đang xong, anh ấy sẽ về. Chị à, hồi lúc nãy á, trên đường em đi tới đây nè, cái em thấy á, có một chàng hoàng tử á, đẹp trai lắm, mà cởi bạch mã trắng. Đang đi lạc ở trên đường á, chắc là đi lạc cho nên là đến đây trễ với chị. Áo đang xong, anh ấy sẽ đến. Anh ấy sẽ đến khi áo đang xong. Chị, chị à, mà không chị đang nữa. Chị, không đang nữa à, đâu. Chị, bình tĩnh đi chị. Chị à, có chuyện gì vậy chị? Không đang nữa. Em bình tĩnh, bình tĩnh đi. Anh sẽ về, anh sẽ về thôi mà. Thôi thôi, hai thương em, thương em chỉ thương em. Dạ em mời chị ngồi. Ủa, hôm nay chị không dẫn anh Long tới khám? Hôm nay chị đến không phải đi gặp bác sĩ, mà đến với một lý do khác. Ủa vậy em giúp được gì cho chị? Em cho chị xin lại toàn bộ hồ sơ bệnh lý của em trai chị. Ủa sao vậy chị? Chị xin lỗi, chị không muốn bác sĩ Đắc điều trị tiếp tục cho em trai chị nữa. Dạ chị có thể cho em biết lý do được không? Hay là phòng khám em có làm gì cho chị buồn hả? Không, chị đã đọc được bài báo viết về bác sĩ ở đây nên chị mất niềm tin. Dạ chị ơi, chưa chắc đó là đúng đâu chị. Có thể chỉ là sự lầm lẫn. Nga. Dạ. Con làm những việc cô ấy yêu cầu đi con. Xin lỗi chị. Dạ. Dạ. Dạ, hồ sơ của chị đây. Cảm ơn em. Chào chị. Dạ, chào anh chị. Cho em gặp bác sĩ Đắc nha. Mời khách qua đây đi con. Dạ, mời anh chị qua bên này. Cảm ơn. Ngồi đi hai cháu. Dạ chào bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ. Khoan cảm ơn đã. Tôi không chắc là mình sẽ giúp được gì cho cháu. Dạ, cháu có nghe người ta nói về bác sĩ nên cháu cũng hy vọng. Bệnh tình của anh cháu ra làm sao? Cách đây 8 năm, anh bị một tai nạn. Hậu quả là đôi chân của anh không thể đi lại được nữa. Sau cú sốc tinh thần đó,
anh chưa nên hoảng loạn. Và bây giờ anh cư xử như một đứa trẻ lên 10. Tôi lấy làm tiếc cho trường hợp của anh cháu. Tôi cũng có gặp một vài trường hợp tương tự. Vậy bệnh của anh cháu có thể chữa khỏi không bác sĩ? Cái đó nó còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, như là sự động viên trợ giúp của gia đình, bản thân nội lực sống của bệnh nhân và sự can thiệp của y học. Vậy là có cơ hội để chữa khỏi bệnh cho anh cháu đúng không bác sĩ? Bác sĩ ơi, bác sĩ làm ơn giúp cho anh cháu nha. Mọi yêu cầu của bác sĩ, gia đình cháu sẽ hoàn toàn đáp ứng. Nếu là người quen giới thiệu thì chắc cháu cũng biết tôi chữa bệnh không phải vì tiền. Dạ, cháu biết. Ý cháu là sự hợp tác và hỗ trợ từ phía gia đình. Gia đình cháu luôn sẵn sàng. Tôi ghi nhận điều đó. Nhưng trước khi nhận bệnh nhân này, tôi cần có những sự trắc nghiệm tâm lý ban đầu để biết chính xác tình trạng bệnh nhân thế nào. Dạ, trắc nghiệm như thế nào hả bác sĩ? Hôm nay thì chưa, vì tôi chưa có sự chuẩn bị nào hết. Nếu không có gì bất tiện thì tôi hẹn các cháu vào cuối tuần này. Dạ, chắc chắn là được ạ. Cháu cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Cô bây giờ cô ấy uống thuốc này thường xuyên hả cô? Đúng vậy, đây là thuốc an thần. Bác sĩ dặn chỉ cho uống khi nào lên cơn thôi. Là bác sĩ đắc hả cô? Sao con biết? Tại vì con có nghe Khang nói á. Nhưng mà con nghe nói uống thuốc này thường xuyên sẽ bị trầm cảm hả cô à? Nhưng nếu không có thuốc, nó sẽ khóc lóc và giật giả không ngừng. Mình mới ở nhà cô Hoàng Thị về. Thấy tình hình bệnh tình của cô ấy diễn tiến xấu lắm. Bây giờ chúng ta phải nhanh chóng tìm ra cách để chữa bệnh cho cô ta. Theo như tôi quan sát á, thì ông Đắc là một người sống rất là ngăn nắp và có kỷ luật. Dạ, ông ta có vẻ như là người rất là coi trọng tình cảm. Ừ. Thực tế mà nói á, ông ấy là một bác sĩ rất là tận tụy. Mặc dù là bị áp lực từ nhiều phía, nhưng mà ông ấy không hề từ chối bệnh nhân. Dạ, ông ta có vẻ như cũng không có biểu hiện gì gọi là quan tâm đặc biệt đến căn bệnh bị kẹt ở tuổi thiếu niên của anh Minh á. Vậy thì động cơ và mục đích của ông ta là gì? À, tôi có ý kiến này nè, mọi người coi thấy sao ha? Bây giờ chúng ta sẽ thay đổi chiến thuật, đánh phủ đầu ông ta luôn. Cái gì? Đánh phủ đầu? Là dùng bao đánh vô đầu ông ta hả? Cái anh này đang lúc vào sôi lửa bỏng mà còn giỡn được hả? Đúng vậy, chúng ta sẽ nhờ một người nào đó để mà uy hiếp ông ta. Lúc đó thế nào ông ta cũng sơ hở để lộ ra điểm yếu của ông. Chúng ta sẽ bắt lấy điểm yếu đó. Đúng là anh mình thông minh lắm. Nhưng mà bây giờ mình mở tay bây giờ. Một người phải trên cơ của ông ta. Chắc cậu hiểu vì sao tôi đến thăm cậu và tâm trạng tôi trong lúc này như thế nào. Cậu Thanh à, dù cậu đã ra đi hơn 30 năm nay, nhưng lúc nào tôi cũng nhớ đến cậu. Tôi xem cậu như một người em, một đồng đội, và đồng thời cũng là một ân nhân. Tôi đã cố gắng rất nhiều để chữa trị cho Hoàng Thị,
để đáp lại nghĩa tình của anh em mình. Nhưng thật tình, có lúc tôi gần như cảm thấy bất lực. Tôi mong trong hồn cậu có linh thiêng, thì xin hãy giúp tôi thêm nghị lực để chữa trị cho Hoàng Thị. Anh muốn gì? Tôi xin gặp cô Hoàng Thị. Em tôi đã khỏe rồi, cho nên nó không muốn gặp anh. Tôi sẽ tìm một bác sĩ khác để chữa trị cho nó, không làm phiền anh nữa. Chị à, những bài báo đó viết hoàn toàn sai sự thật. Tôi không quan tâm tới những bài báo nhảm nhí đó, nhưng có lẽ phương pháp chữa trị của anh không thích hợp với em gái của tôi. Chào anh. Chị biết rồi, chị không đụng tới em nữa nha. Chị đứng đây nha, chị đứng đây nha. Em biết lỗi em rồi, em xin lỗi chị hai. Em sai rồi. Tình trạng này của cô ấy đã kéo dài lâu chưa? Dạ, gần một tuần nay rồi. Bác sĩ điều trị lúc trước của cô ấy là ai? Dạ, cũng là một bác sĩ cũng có thâm niên. Thần kinh của cô ấy bị tổn thương nghiêm trọng. Đối với những trường hợp này, có lẽ đây là một kỳ tích. Dạ, có nghĩa là sao? Theo lịch sử bệnh mà cô đã tường trình và những hình ảnh đã chụp não bộ, thì trên thực tế sức khỏe của cô ấy đã trở nên suy kiệt, nhưng không rõ vì lý do gì mà đến hôm nay vẫn còn duy trì được, dù không phải là tốt lắm. Dạ, tôi vẫn chưa hiểu bác sĩ. Chị có thể tạm hiểu là đã có một phép màu nào đó đã trì hoãn quá trình phát bệnh của cô ấy mãi cho đến thời điểm ngày hôm nay. Tình trạng bệnh của cô ấy đang xấu đi nhanh chóng. Tôi khuyên
gia đình nên đưa cô ấy đi chữa trị đặc biệt. Không, em của tôi không bị tâm thần. Nó chỉ Tôi rất hiểu những gì chị đang trải qua, nhưng đây là cách tốt nhất cho cô ấy. Sự bảo bọc kỹ lưỡng không phải lúc nào cũng là điều tốt nhất. Dạ, chào bác sĩ. Dạ, tôi cháu chào bác sĩ ha. Mời dạ. Tụi con ngồi. Dạ, cảm ơn. Dạ. Dạ, thưa bác sĩ, tụi cháu xin tự giới thiệu, tụi cháu là sinh viên khoa xã hội học. Hôm nay tụi cháu muốn đến đây để tìm hiểu về bệnh tâm thần của xã hội hiện đại ngày nay. Tại sao các cháu biết tôi? Dạ, bác sĩ nổi tiếng quá chừng luôn mà. Tụi cháu được biết bác sĩ qua các báo đài ạ. Vậy à? Không ngờ cũng có nhiều người rất quan tâm đến lĩnh vực này. Dạ. Vậy tôi có thể giúp được gì cho các cháu? Thưa bác sĩ. Thưa bác sĩ, tụi cháu có thể ghi âm được không ạ? Không sao. Các cháu cứ làm những gì cần thiết để hoàn thành đề tài nghiên cứu. Dạ, cảm ơn dạ, bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ. Vậy bác sĩ ơi, bác sĩ có thể trả lời một số câu hỏi cho chúng cháu biết. Rồi khi mà cuối đề tài á, chúng cháu sẽ ghi là có tham khảo ý kiến của bác sĩ ha. Không cần phải như vậy đâu. Có nhiều người quan tâm chia sẻ vấn đề này là đã mừng rồi. Bây giờ các cháu muốn biết gì? Dạ thưa bác sĩ, gần đây á, có rất nhiều người quan tâm tới trường hợp là người đàn bà trẻ mãi tuổi 19. Không biết là bác sĩ có biết đến vấn đề này không à? Tôi cũng có thấy báo chí viết rất nhiều về câu chuyện này. Và chính xác là ngày hôm qua, nhân vật chính của bài báo đó đã đến đây trong tình trạng khá bất ổn về tâm lý. Trùng hợp quá. Vậy bác sĩ có thể cho tụi cháu biết sơ về tình trạng bệnh của cô ấy được không ạ? Trường hợp này á, từ chuyên môn gọi là rối loạn lưỡng cực, hay còn gọi là hân trầm cảm, tức là tâm trạng biến đổi khó lường từ hưng phấn sang trầm cảm. Bệnh đang tiến triển đến một giai đoạn nguy hiểm, khó mà nắm bắt được. Vậy thực trạng bệnh hiện nay của cô ấy ra sao hả bác sĩ? Đây là trường hợp khá đặc biệt, vì bệnh tuy đã phát thời gian dài và sức chịu đựng của thần kinh con người đã đến lúc báo động, nhưng không hiểu vì lý do gì mà mãi đến thời gian gần đây mới có chuyện biến xấu. Vậy bác sĩ ơi, mình có thể chữa khỏi bệnh này không ạ? Tất nhiên là có thể chữa khỏi,
nhưng mà phải cần có thời gian và cần được điều trị đặc biệt với sự giúp đỡ của khoa học và kỹ thuật. Có điều tôi thấy người nhà làm như họ chưa muốn đưa bệnh nhân đi điều trị, và đây cũng là tâm lý thường gặp mà. Dạ, vậy bác sĩ có thể cho tụi cháu biết về vị bác sĩ đã điều trị bệnh tình của cô ấy được không ạ? Thú thật đó, tôi cũng đang có mối quan tâm về vấn đề này. Vì cùng trong nghề mà, cho nên chúng tôi đều biết nhau. Bác sĩ Đắc từng là bác sĩ quân y, tham gia kháng chiến, có tài nghề và khá tâm huyết. Dạ, cháu có nghe một thông tin nhưng chưa được xác minh. Đó là bác sĩ Đắc đang tiến hành những nghiên cứu thử nghiệm về việc chữa trị đối với bệnh tâm thần này. Vậy bác sĩ có ý kiến gì ạ? Nếu quả thật có điều này thì ông ta đang vi phạm pháp luật, đồng thời vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Dạ, nhưng mà đây chỉ là tin đồn thôi bác sĩ à. Dạ đúng rồi. Dù vậy, nó vẫn có tính chất nghiêm trọng. Có lẽ tôi sẽ chú ý vấn đề này. Dạ, dạ. Tụi cháu cảm ơn bác sĩ nhiều lắm à. Cảm ơn bác sĩ à. Hình như chúng ta đã làm rất tốt á. Mình nghĩ là nội trong ngày hôm nay thôi. Bác sĩ sẽ gọi cho ông Đắc á. À, khoan khoan, tôi có điện thoại. Alo. Rồi chị tới liền, em bình tĩnh nha. Em bình tĩnh đây, chị tới liền. Tú, có chuyện gì vậy? Cô Hoàng Thị có chuyện rồi, đi nhanh lên. Dạ, con chào cô. Cô ơi, con nghe Khang nói là Hoàng Thị đang được bác sĩ của gia đình chăm sóc. Vì vậy, hai cháu không phải bận tâm. Cô ơi, nhưng mà bây giờ cô ấy sao rồi cô? Hoàng Thị không sao. Có lẽ cần phải nghỉ ngơi. Phiền hai cháu, hôm khác hãy tới nha. Cô thôi, mình về đi, khi khó mình quay lại.
Nơi đây, chị biết không, đây là con đường mà có rất là nhiều kỷ niệm đối với cô Hoàng Thị. Và cũng chính là nơi đây mà cô ấy phải đối đầu với sự thật quá đau buồn. Chị nghĩ nếu như sự đau buồn của cô ấy được chia sẻ thì có lẽ sẽ tốt hơn nhiều. Nếu được như vậy thì còn nói gì nữa, cô ấy sẽ không đau khổ như bây giờ. Tú nghĩ chắc đó là một tình yêu rất là tuyệt đối đối với cô ấy, và cũng là nỗi mất mát gần như tuyệt vọng. Thúy, mở cửa cho anh đi em. Anh năn nỉ em mà, anh nhớ con và em lắm. Anh về đi. Em hãy tha lỗi cho anh đi. Thúy, không có lỗi phải gì nữa hết đó. Anh nhớ em và con lắm. Thúy ơi, anh năn nỉ em mà, hãy cho anh cơ hội đi em. Thúy, anh đi về đi. Thúy, Thúy ơi, Thúy. Thúy, 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 con biết chuyện gì chưa? Con đọc tin này chưa? Nè, con đọc bài báo này đi. Nè, con đọc đi. Cô mới thấy á, nên cô mua cho con đọc đó. Con đọc đi. Ba nè con. Ba mệt hay sao vậy ba? Ba vừa ngủ dậy. Bình thường ba đâu có ngủ giờ này đâu. Ba đau đầu quá, ba nghỉ sớm. Ba còn hỏi ba có gì không? Dạ, bữa nay con mới đọc báo. Con à, họ viết sai sự thật đó, con đừng có tin. Con không có tin họ đâu. Bởi vì họ không phải là con, cho nên họ không thể hiểu ba. Ba cảm ơn con. Dù sao đi nữa thì con cũng là con gái của ba mà. À, ba biết. Con chỉ muốn nói với ba, dù ai nói gì về ba đi nữa thì ba vẫn là người ba tốt nhất của con. Ba cảm ơn con. Khang, thì ra ông là người tặng hoa. Nè, con phải hứa với ông điều này. Cái chuyện này á là bí mật giữa hai người đàn ông của chúng ta mà thôi, con biết không? Để con suy nghĩ đã. Về chuyện này quá lớn. Lớn cái gì? Chẳng lẽ lớn hơn tình bạn 7 năm qua giữa hai chúng ta hay sao? Nhưng tại sao ông lại không nhận mình là người tặng hoa? Đó là cái sự cho đi mà không cần đòi hỏi phải nhận lại. Nếu như ông nói ông là người tặng hoa, lỡ ngoại út của con cảm ơn như vậy á thì ông ngại lắm. Nếu như con hứa giữ bí mật này á thì cứ mỗi chiều thứ bảy ông đến đây dẫn con đi thả diều ăn cá viên chiên. Ông hứa nha. Hứa mà. Anh cho tôi biết hình này là hình gì?
dễ ợt. Kinh khí cầu nè, nó đang bay lên bầu trời á. Giỏi, đúng rồi. Cái này khó hơn nhiều nha. Ông này đang xây nhà nè. Đúng, nhưng mà nghề chính của người ta là nghề gì? Nghề gì ta? Ông đang làm cái gì nè? Xây nhà kiến... kiến sư gì đó. Đúng rồi, nghề của người ta là kiến trúc sư. Alo. Làm ơn cho tôi hỏi, đây có phải là số bác sĩ Đắc không? Dạ phải. Dạ tôi đi. Lâu quá không gặp anh. Dạo này anh khỏe chứ? Cảm ơn anh, tôi cũng khỏe. Lâu quá không gặp, nhìn anh vẫn vậy, không có gì thay đổi cả. Còn anh thì tôi cứ nghĩ là tôi không nhìn ra anh nữa. Chắc tại lâu quá mình không gặp nhau. Nghĩ cũng buồn ghê. Anh em làm cùng ngành với nhau mà lâu lâu mình mới có dịp gặp nhau lại. Dạ, nhưng tôi vẫn thường theo dõi những nghiên cứu và bài viết của anh. Vậy à, cảm ơn anh đã quan tâm. Mà tôi cũng được nghe báo chí viết về công trình của anh đang nghiên cứu một thử nghiệm nào đó, phải vậy không? Công trình nghiên cứu nào? À, tôi hiểu rồi. Dư luận mà, làm sao mà tránh khỏi. Tôi không lạ gì những chuyện đó đâu. Thật ra chuyện tình cảm riêng tư của anh tôi không quan tâm. Bác sĩ cũng là con người mà. Nhưng tôi hy vọng anh không vượt quá chuyên môn và giới hạn của mình. Tôi chưa hiểu ý của anh. Vậy tôi vô thẳng vấn đề nha. Theo nguồn tin được cung cấp thì anh đang tiến hành thử nghiệm phương pháp chữa bệnh thần kinh trực tiếp trên con người. Thử nghiệm nào? Thôi, không phải giấu nữa. Nếu đúng theo nguồn tin cung cấp thì cách làm của anh quá mạo hiểm. Có lẽ có sự nhầm lẫn đây. Cách đây vài hôm, nhà của cô Hoàng Thị đã đưa cô ấy đến gặp tôi. Và tôi có thể chắc chắn với anh rằng có một điều gì đó bất bình thường đã xảy ra đối với bệnh nhân này. Tôi không có nghĩ dù phải giải trình với anh. Nếu anh có thể giúp được cô ấy thì tôi rất cảm ơn. Nếu anh nói vậy thì tôi sẽ để mắt đến vụ này. Cảm ơn anh. Xin lỗi anh, tôi có điện thoại. Alo, bà nghe đây. Anh đừng có nói gì nữa hết á. Em đừng như vậy mà. Ba. Con chào ba. Đi theo ba. Dạ.
Em chào chị. Ừ. Dạ chào chị. Ừ. Em xin tự giới thiệu, em là điều tra viên của Ủy ban bảo vệ bà mẹ và trẻ em của thành phố mình đó chị. Hôm nay em xin hỏi chị một số vấn đề được không chị? Ừ. Dạ cảm ơn chị. Để em đóng cửa lại. Ừ. Bé dễ thương quá đi. Ba chị hy sinh trong chiến tranh biên giới Tây Nam. Mẹ chị thì mất sau đó một năm vì bệnh. Vậy rồi lúc đó cuộc sống của chị ra sao à? Chị về sống với nội. Vậy là chỉ có chị với nội chị nương tựa với nhau sống thôi à? Thật sự thì 2 năm sau khi ba chị hy sinh, có một người đồng đội của ba về, xin được phép thay ba làm tròn nghĩa vụ làm cha làm con. Dạ. Em xin lỗi chị. Em đã khơi dậy nỗi buồn của chị. Cũng vì tính chất công việc mà em phải tìm hiểu về hoàn cảnh của mẹ con chị. Chị thông cảm cho em nha chị. Không sao đâu em. Vậy chắc là bây giờ chị đang sống cùng ba nuôi của chị hả? Sau khi nội chị mất thì chị đi học ở một ngôi trường nội trú. Sau đó chị ra trường rồi đi làm, sống một cuộc sống riêng biệt dưới sự quan tâm lo lắng của ba chị. Ba chị không màng tới cuộc sống riêng tư mà lúc nào cũng lo cho người khác. Ba là người có công dưỡng dục chị. Không biết em có biết về bài báo gần đây viết về ba chị không? Hoa hồng xanh, tình yêu bất tử hay phép thử thuốc? Dạ, em có đọc qua. Nhưng mà em cũng không có chú ý lắm. Dù cho cả thế giới này tin vào điều bài báo đó nói thì chị cũng không bao giờ tin đâu. Dạ, con mời chú uống cà phê. À, con à, ngồi xuống đi, chú có chuyện muốn nói với con. Dạ. Cà phê con pha ngon lắm. Chú đã quen cái mùi vị này vào mỗi buổi sáng. Sau này không có con, ai sẽ pha cà phê cho chú đây? Chú, sao chú lại nói như vậy? Con làm việc với chú cũng hơn 3 năm rồi. Thật lòng chú coi con cũng như con cháu ở trong nhà. Dạ, con biết. Nhiều năm hoạt động trong quân đội, chú quen với sự nguyên tắc, nên có lẽ đôi khi chú làm con buồn. Nếu có thì chú xin lỗi con. Chú đừng có nói như vậy. Con mới là người phải xin lỗi chú. Con trẻ người non dạ thì cư xử không được khéo léo. Nếu trong thời gian qua con có làm gì sai, chú bỏ qua cho con. Không, con gái à, con không có làm điều gì sai hết. Thật lòng thì chú cũng muốn làm việc lâu dài với con, nhưng có lẽ chú đã già rồi, sức khỏe không cho phép. Chú vẫn còn khỏe mà. Con không được nói như vậy. À con à, chú đã tìm được cho con một chỗ làm mới rồi. Nếu con đồng ý á thì tuần sau con đi làm. Chú, con chỉ muốn làm việc với chú thôi.
Không phải là con luôn dặn dò chú là phải nghỉ ngơi hay sao? Chẳng lẽ là con muốn chú làm việc suốt đời à? Chú, vậy là chúng ta đã đi chệch hướng rồi. Cái gì chạy hướng? Cái này là ngược hướng. Đúng là không thể nhìn bề ngoài để xét đoán được một con người. Nhưng mà em cũng không hiểu là tại sao ông ta lại không giải thích với mọi người mà lại lặng lẽ hy sinh vì người khác. Có lẽ khi người ta đã đi qua được ranh giới giữa sự sống và cái chết, người ta sẽ không còn chú ý đến tác động của ngoại cảnh nữa, mà chỉ tập trung vào mục đích mà họ muốn đạt được. Mục đích của ông Đắc và chị Thúy đã rõ. Vậy mục đích với bà Hoàng Thị là gì? Chúng ta phải thật cẩn trọng với con người này, vì nếu không khéo, có thể mình sẽ đi chệch hướng một lần nữa. Bây giờ chỉ có cách đơn giản và chính xác nhất, đó là chúng ta sẽ tìm gặp và hỏi trực tiếp ông ta. Vậy mà cũng nói được. Trời đất ơi, cái gì vậy? Tôi thấy cách này là khả thi nhất mà. Bây giờ mọi người thử nghĩ xem, nếu ông ta là một con người quang minh chính đạo thì có chi đâu mà ông ta phải giấu giếm, đúng không? Uống miếng sữa đi em. Ngoan ha. Hôm nay nắng đẹp quá phải không em? À, thôi bây giờ mình vừa ăn bánh vừa ngắm nắng rơi nha. Ăn đi, ăn đi. Ngoan. Em chị ngoan quá. Em ngoan nha. Em đừng có sợ, chị sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất để về chữa bệnh cho em. Em sẽ trở lại bình thường, sẽ là em gái ngoan của chị ngày nào. Ăn thêm miếng nữa nha. Ngoan nè. Ăn đi em. Ngoan quá. Ngon không em? Nhưng mà công việc là động lực và ý nghĩa cuộc sống của ba mà. Con cũng là động lực và ý nghĩa sống của ba mà. Ba biết, ba chỉ có thể chăm sóc con ở một giới hạn thôi. Hay, ba chuyển về đây ở với mẹ con đi. Vậy sao được con? Sao không được ba? Hàng xóm họ nói gì thì kệ họ. Từ ngày con về đây ở, con không quan tâm ai nói gì hết á. Ba về đây đi. Con muốn chăm sóc và phụng dưỡng cho ba. Con làm ba có cảm giác như là ba là một ông già vô dụng vậy. Dạ không có. Con chỉ muốn báo hiếu cho ba thôi. Cách báo hiếu cho ba là con phải sống thật hạnh phúc. Riêng ba thì ba đã có những dự định riêng của ba rồi. Nhưng mà trước khi ba thực hiện những ý định riêng của ba đó,
thì ba phải an tâm về con cái đã. Ba, tháng sau á là con có thể gửi con bé Na đi nhà trẻ được. Rồi con đi làm lại. Vậy là cuộc sống của con cũng ổn rồi đó ba. Ba đừng có lo cho con nữa. Nhưng mà con à, con cũng phải nghĩ cho con của con chứ. Nó có quyền được hưởng tình thương của cha, của mẹ. Đừng có cố chấp mà chỉ nghĩ riêng bản thân của mình thôi. Con à, làm như vậy tội nghiệp cho nó lắm con à. Con có nghĩ tới cảm giác bơ vơ của đứa trẻ không cha không mẹ. Không lẽ con muốn con của con như vậy sao? Thằng Thông nói như vậy là coi như nó biết lỗi sửa sai rồi. Con cho nó cơ hội đi, cũng như là con cho con của con nó có cơ hội có được tình thương của cha của mẹ. Ba kêu nó tới đó để hai đứa có dịp nói chuyện với nhau. À, rồi chừng nào ba đi? Ba giải quyết xong một số chuyện của ba rồi ba mới đi. Nhưng mà trước khi ba đi, ba phải tới đây để từ giã cháu ngoại của ba chứ. Ra mở cửa đi con. Dạ. Dạ, con chào ba. Những điều gì mà ba muốn nói, ba đã nói cho hai con hết rồi. Gia đình hạnh phúc là rất quan trọng. Dạ. Dạ, con cảm ơn ba. Vô đi. Alo. Dạ xin lỗi, đây có phải là số điện thoại của bác sĩ Khuyên không à? Dạ chuyên khoa thần kinh. Dạ tôi Khuyên đây. À, mỗi nào hãy còn thơm cho ta với cuộc tình, tóc nào hãy còn xanh cho ta chút hồn nhiên, tim nào có bình yên, ta xem sao đời mình, xin người hãy gọi tên. Khi tình đã vội quên, tim lăn trên đường mòn, trên giọt máu cuồng điên, con chim đang lặng câm, xin về trong mùa đông, tay sông xeo muộn màng, thôi chờ những giang đông, xin chờ những giang đông, đời sao im vắng như đồng lúa gặt sông, như rừng núi bỏ hoang, người về soi bóng mình giữa tường trắng lặng câm. Có đường phố nào vui cho ta qua một ngày, có sợi tóc nào bay trong trí nhớ nhỏ nhoi, không còn ai ta trôi trong cuộc đời.